Kính thưa quý vị, có một câu hỏi được nêu lên là tại sao người Công giáo ghét người tin lành? Đây là một câu hỏi mà tôi tin rằng có nhiều người cũng vẫn thắc mắc. Tại sao như là anh em cùng một gia đình, con cùng một Chúa, bên nào cũng nói rằng mình thờ phượng Chúa hết, nhưng mà tại sao người Công giáo với người tin lành lại khó để có thể hòa hợp nhau? Và điều này cũng là một cái thắc mắc cho những người đi theo Công giáo, đi theo tin lành, hoặc là ngay cả những cái người bên ngoài, người ta cũng thắc mắc là tại sao ấy. Và hôm nay thì tôi xin phép được trả lời sau đây, khi dựa vào những cái sự việc mà đã diễn ra trong lịch sử cũng như trong cái giai đoạn hiện tại, để chúng ta có thể xem thấy tình hình nó có những cái gì được cải thiện chưa, cái tình trạng căng thẳng giữa Công giáo và Tin lành. Thưa quý vị, những căng thẳng giữa Công giáo và Tin lành ở trong lịch sử bắt nguồn từ các cái mâu thuẫn về giáo lý, về thẩm quyền và những cái vấn đề xã hội, đặc biệt là trong cái thời kỳ cải chánh vào trong thế kỷ thứ 16. Các sự kiện ở trong lịch sử như là cuộc cải chánh của Martin Luther và các cuộc chiến tranh tôn giáo đã tạo ra cái sự phân chia lớn giữa cái hai nhánh Kitô giáo này. Về lịch sử thì chúng ta thấy cuộc cải cách Tin lành vào trong thế kỷ thứ 16 thì Martin Luther là một tu sĩ, một linh mục người Đức, và linh mục Martin Luther đã phản đối một số những cái giáo lý của giáo hội Công giáo La Mã, và trong đó đặc biệt là cái vấn đề mà bán cái bùa xá tội hay là bán ân xá đó. Vì giáo hoàng cần phải xây dựng cái đền thờ của Phêrô và thiếu tiền, cho nên bây giờ giáo hội mới đưa ra một cái vấn đề, đó là bán cái bùa xá tội. Và ai mà mua thì chẳng những cho chính mình, nhưng mà có thể mua luôn cho cả những bà con, những người đã qua đời và vân vân. Tất cả khi người nào mua được những cái bùa này thì coi như là được miễn tội hết và không không còn có tội nữa. Và vì vậy cho nên có rất là nhiều người đã mua cái bùa xá tội này, và đền thờ Phêrô đã được xây dựng. Chính linh mục Martin Luther là người chứng kiến cái điều này và ông hết sức là bất bình, cho nên Martin Luther đã công bố 95 cái luận điểm hay là 95 luận đề năm 1517. Thì ông đã công bố 95 cái luận đề và dán những cái luận đề này khắp nơi, đến nỗi là giáo hội hết sức là bực tức về cái thái độ của linh mục Martin Luther. Và cái việc mà 95 luận đề của Martin Luther đã khơi mào cho một cái phong trào cải cách tin lành, và cuộc xung đột không chỉ giới hạn ở trong vấn đề tranh luận về thần học mà còn đã dẫn đến các cái cuộc chiến tôn giáo đã kéo dài hàng thập kỷ, như là chiến tranh 30 năm, năm 1618 cho đến năm 1648. 30 năm như vậy. Trong thời điểm này đã có rất nhiều những cái cuộc chiến đã xảy ra. Sự xung đột giữa các lực lượng Công giáo và Tin lành đã gây ra rất nhiều những đau thương và làm sâu sắc thêm cái sự chia rẽ giữa hai giáo hội. Các cuộc bách hại và chiến tranh tôn giáo, các vùng như là tại Pháp, tại Anh đã chứng kiến rất nhiều những cái cuộc đàn áp xung đột về tôn giáo. Ví dụ như ở tại Pháp, vào đêm thánh của Thánh Barthélemy năm 1572, thì hàng ngàn cái người tin lành Pháp đã bị sát hại bởi các lực lượng Công giáo. Ở Anh thì vua Henry thứ 8 đã tách cái giáo hội Anh ra khỏi giáo hội Công giáo vào năm 1534, và dẫn đến cái việc căng thẳng và bạo lực giữa người Công giáo và Tin lành ở tại Anh ở trong nhiều thế kỷ. Về tuyên bố cái cộng đồng Trent năm 1545 cho đến năm 1563, thì cộng đồng Trent của giáo hội Công giáo đã được triệu tập để mà phản ứng lại cái cuộc cải cách của Martin Luther. Cộng đồng này đã khẳng định
về rất nhiều những cái giáo lý mà cái phong trào cải cách Tin lành đã bác bỏ, và có thể nói rằng đã chính thức xác nhận về cái sự chia tách giáo hội trong cái thời điểm này. Đó là tuyên bố của cái cộng đồng Trent. Và thưa với quý vị thì cái tình trạng chia rẽ này ngày nay đã được cải thiện chưa? Thì câu trả lời là đã có những cái bước tiến bộ về sự cải thiện về cái mối quan hệ giữa hai giáo hội này cũng là đáng kể, đáng khích lệ. Ngày nay cái mối quan hệ giữa Công giáo và Tin lành đã có rất nhiều những cái tiến bộ, đặc biệt là sau Công đồng Vatican II năm 1962 cho đến năm 1965. Thì cộng đồng này kêu gọi cái sự tôn trọng và đối thoại giữa các Kitô hữu. Cộng đồng này khẳng định rằng tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu Kitô thì đều là anh em. Một số những cái sự kiện để minh chứng cho cái sự cải thiện này. Thưa quý vị, trước cái cộng đồng Vatican II đó thì tất cả những người Tin lành bị coi như là thể phản, là chống lại giáo hoàng. Ngày xưa khi nói về người Tin lành thì người ta thường dùng cái từ là đảo rối hoặc là thể phản, Protestants, tức là chống lại cái quyền của giáo hoàng. Và giáo hội Công giáo công bố rằng Phêrô là vị giáo hoàng đầu tiên, và tiếp tục các vị giáo hoàng khác là những người mà nắm chìa khóa của thiên đàng. Cho nên vì giữ cái chìa khóa thiên đàng, cho nên nếu ai mà chống lại cái quyền của giáo hoàng thì người đó sẽ sa hỏa ngục, và đó là cái công bố của giáo hội Công giáo từ năm 1545. Thì quý vị thấy rằng người ta đã rất là khẳng khái về cái điều này để mà chống nghịch lại cái giáo hội Tin lành, và cho rằng các anh em đó là những anh em là ly khai, những anh em chống lại cái quyền của giáo hội và những người đáng phải đi hỏa ngục. Nhưng mà đến cái công đồng Vatican II thì thưa quý vị, cho nghĩa là từ năm 62 cho đến 65 đó, thì giáo hội khẳng định rằng các anh em Tin lành không còn dùng cái từ gọi là thể phản hay là anh em là những người theo đạo rối nữa, nhưng mà công nhận đó là những anh em ly giáo mà thôi, tức là những con người rời khỏi giáo hội. Và giáo hội cũng đã nhận thấy rằng là cái lý do mà Mạc Thu Luther đã rời khỏi giáo hội thì cũng một phần nào đó giáo hội cũng công nhận đó là cái điều rất là chính đáng, chẳng hạn như là phản đối về cái vấn đề là bùa xá tội, hay là phản đối về cái sự công bình, sự công chính mà để được cứu rỗi đó. Thì sự công bình để được cứu rỗi mà theo cái cách của giáo hội mô tả đòi hỏi thì giáo hội Tin lành phản đối hoàn toàn, cho rằng được cứu là bởi đức tin, căn cứ vào trong Ephesos đoạn 2 câu 20 đó là chúng ta được cứu là nhờ ân điển và bởi đức tin chứ không phải là bởi việc làm. Còn giáo hội Công giáo thì khẳng định là cái sự công chính đó nó không phải chỉ là bởi đức tin mà thôi. Cho nên giữa cái sự hiểu lầm này là giữa Công giáo và Tin lành đã có một cái sự rạn nứt rất là lớn. Vào ngày 31 tháng 10 năm 1999, một sự kiện quan trọng trong lịch sử Kitô giáo đã diễn ra, đó là Giáo hội Công giáo và Liên đoàn Luther Thế giới, đại diện cho các giáo hội Tin lành thuộc truyền thống của Luther, đã ký kết tuyên bố chung về sự công chính hóa, Joint Declaration on the Doctrine of the Justification, ở tại Đức. Tuyên bố này nhằm giải quyết sự khác biệt lâu dài liên quan đến vấn đề công chính hóa, cách thức mà con người được Thiên Chúa công nhận là công chính và được cứu rỗi. Một trong những cái nguyên nhân chính dẫn đến cái cuộc cải cách Tin lành vào thế kỷ thứ 16. Trong thế kỷ thứ 16, vấn đề công chính hóa đã gây chia rẽ sâu sắc giữa giáo hội Công giáo và những nhà cải cách Tin lành. Mạc Thu Luther và những người theo ông nhấn mạnh rằng con người được công chính hóa bởi đức tin, chứ không phải là bởi nhờ vào bất kỳ một việc làm nào. Trong khi đó thì Công giáo truyền thống thời bấy giờ chủ trương rằng công chính hóa bao gồm cả đức tin lẫn việc làm. Theo đó, con người cần sự trợ giúp của ân sủng Thiên Chúa và các hành động tốt lành. Tuyên bố chung
năm 1999 nêu rõ rằng cả Công giáo và Tin lành Luther đều đồng ý rằng con người được công chính hóa hoàn toàn là nhờ ân sủng của Thiên Chúa qua đức tin nơi Đức Kitô, và rằng đức tin này là đức tin hành động ở trong tình yêu. Hai bên đã thống nhất rằng sự công chính hóa là quà tặng của Thiên Chúa và hành động của con người là sự đáp trả tự nhiên trước ân sủng đó, chứ không phải là điều kiện để đạt đến ơn cứu rỗi. Việc ký kết này là một bước tiến rất là lớn ở trong cái phong trào đại kết giữa Công giáo và Tin lành, thể hiện một cái tinh thần đối thoại và hòa giải giữa hai nhánh Kitô giáo. Tuyên bố này không xóa bỏ hoàn toàn mọi khác biệt về thần học, nhưng nó giúp giảm đi cái sự hiểu lầm và khẳng định rằng hai truyền thống cùng chia sẻ niềm tin cơ bản về ơn cứu rỗi nhờ đức tin và ân sủng. Khi mà đòi hỏi rằng những tất cả những cái sự quy phục đối với giáo hội, việc nào là phải tôn xưng giáo hoàng, tôn kính giáo hoàng, đầu phục một cách tuyệt đối, thì đối với người Tin lành thì coi cái việc đầu phục Thiên Chúa mới là quan trọng hơn hết. Thờ kính thì thờ kính Thiên Chúa, chứ không có thờ kính bất cứ một cái vị lãnh đạo nào. Thì đó là những cái phản kháng mà giữa cái giáo hội Công giáo và Tin lành có cái sự căng thẳng. Nhưng mà đến Công đồng Vatican II thì sự căng thẳng này nó giảm bớt, khi mà công nhận anh em Tin lành là anh em và họ cũng đã được cứu. Khi hỏi về Công đồng Vatican II là những người ly giáo đó có được cứu hay không, là câu trả lời là họ được cứu bởi vì họ là những người tin vào Chúa Ba Ngôi. Rồi về những cái đối thoại đại kết thì từ giữa thế kỷ thứ 20 nhiều nỗ lực đã thực hiện để mà thúc đẩy cái đối thoại đại kết giữa giáo hội Công giáo và giáo hội Tin lành. Các nhóm Kitô hữu đã cùng nhau tổ chức các sự kiện và hội nghị để mà thúc đẩy cái sự hòa giải. Về các phong trào đại kết thì ngày nay giáo hội Công giáo và giáo hội Tin lành ở trên thế giới đã thường làm việc trong các cái vấn đề xã hội như là công bằng, như là hòa bình, như là hỗ trợ người nghèo. Thì các tổ chức Kitô giáo đại kết như là Hội đồng Giáo hội Thế giới WCC đã đóng góp quan trọng trong cái việc đoàn kết các tín hữu. Và có những cái bằng chứng để nói lên rằng cái sự cải thiện cái mối quan hệ giữa hai giáo hội, đó là việc gặp gỡ giữa giáo hoàng với các lãnh đạo Tin lành. Các giáo hoàng như là Đức Giáo hoàng Francisco đã có nhiều cái buổi gặp gỡ với các lãnh đạo Tin lành để mà thúc đẩy cái sự đoàn kết. Năm 2016 thì Đức Giáo hoàng Francisco đã tham dự cái lễ kỷ niệm 500 năm cải cách giáo hội tại Thụy Điển với Liên đoàn Thế giới Luther, biểu thị cho một cái sự hòa giải. Vì trước đây không công nhận cái sự cải cách của Martin Luther và coi đó như là một cái sự phản đối, như là một cái sự ly khai mà mang cái tính cách là tà đạo. Nhưng mà bây giờ trong cái kỷ niệm 500 năm về cái sự cải cách giáo hội thì Giáo hoàng Francisco đã đến để mà tham dự cái buổi lễ này tại Thụy Điển. Thì điều đó để nói lên rằng đó là một cái dấu hiệu về cái sự thay đổi cũng như là sự liên kết giữa giáo hội Công giáo và giáo hội Tin lành. Về các hoạt động chung thì ở nhiều quốc gia các giáo hội Công giáo và Tin lành đã hợp tác ở trong các cái chương trình từ thiện, hỗ trợ cộng đồng và bảo vệ các giá trị Kitô giáo ở trong xã hội. Thưa quý vị, thì điều đó để nói lên rằng là đã có cái sự cải thiện rất nhiều, nhưng mà ở cái tầng chốt, ở cái tầng cao thì đã có cái sự quan hệ giữa những vị giáo hoàng và các lãnh đạo của giáo hội Tin lành. Hoặc là trong các văn bản như là Công đồng Vatican II, cũng như là cái sự tuyên bố chung về công chính hóa năm 1999. Tuy nhiên thì trên thực tế thì chúng ta cũng vẫn thấy là ở cái tầng dưới, nhiều giáo dân và thậm chí là một số linh mục cũng chưa nắm được cái vấn đề này, chưa bắt kịp được cái vấn đề này. Cho nên từ cái chỗ đó cũng có những cái lời lẽ và có những cái điều mà ngày hôm nay một số những vị lãnh đạo của giáo hội hoặc là giáo dân, hoặc là không hiểu là
vô ý hay là cố tình họ đã có những cái phát ngôn cũng như là có cái thể hiện một cái tinh thần hết sức là coi thường và ghét bỏ những cái niềm tin lành, thì tôi nghĩ rằng đây là một cái thái độ sai lầm. À, khi ở bên trên đã công bố rằng đó là anh em, đó là những người được cứu rỗi, à, và đã có những cái sự ban giao liên kết với nhau để mà có thể thực hiện cái sự đại kết, à, chúng ta cũng đã cầu nguyện cho cái tinh thần đại kết, cũng như là lời của Chúa Giêsu nói rằng là có rất nhiều chiên ở các cái chuồng khác mà ta phải đem nó về, và tất cả chỉ là một bầy mà thôi. Thì hãy nhớ rằng cái hội thánh của Chúa Giêsu Kitô là hội thánh duy nhất, là một mà thôi. Mặc dầu ngày hôm nay chúng ta có những cái sự khác biệt về tổ chức, nhưng mà trong tinh thần phải là hiệp nhất. Đó là điều mà Chúa dạy. À, nếu chúng ta không thương nhau thì thiên hạ không nhận biết chúng ta là môn đệ của Chúa đâu. Bởi vì Chúa là Chúa của tình thương. Và nếu ai đó nói rằng mình theo Chúa mà là ghét anh em mình thì đó là một người nói dối. À, bởi vì Chúa dạy ở trong thư Giăng thứ nhất là chúng ta phải yêu thương nhau. Và tình thương chính là một cái dấu hiệu để nói lên rằng là chúng ta thuộc về Chúa. Người nào mà nói rằng là mình theo Chúa, mình tin Chúa mà lại sống với sự ghen ghét thì Thánh Giăng gọi đó là một sự dối trá mà thôi. Và Chúa Giêsu cũng đã tuyên bố rằng là nếu mà chúng ta yêu thương nhau đó, người ta mới nhận biết chúng ta là môn đệ của Chúa, và bộ đồng phục của cái người theo Chúa đó chính là tình thương. Cho nên thông qua cái thắc mắc này thì tôi cũng xin kêu gọi những anh em Công giáo và Tin lành không có nên ghét bỏ nhau từ trong cái suy tưởng của mình. À, vì nhiều khi chẳng hạn như là có những cái câu comment ở trên mạng xã hội, nhiều khi những người nó bọn tin lành hay là cái lũ tin lành đấy, thì đó là những cái lời nói không nên có trong môi miệng của những người theo Chúa. Hoặc là vì một cái lý do nào đó chúng ta cứ tự hào và cho rằng là mình là giáo hội chính, mình là giáo hội lớn hơn. Đó, đó là cái tự hào mà tôi nghĩ rằng đó là cái sai lầm. Bởi vì không có giáo hội nào là của chúng ta, không có một cái giáo hội nào là của riêng chúng ta đấy, mà tất cả giáo hội là thuộc về Chúa. À, Chúa Giêsu Kitô đó chính là đầu, và giáo hội là chính là chi thể. Và nếu công đồng Vatican II gọi các anh em tin lành là anh em, thì tại sao mà những người khác lại không coi đó là anh em? Mà khi gọi là anh em thì chúng ta có thể liên kết nhau và chúng ta học hỏi nhau. Và tôi tin rằng từng bước cũng đã có một số các cái vị linh mục cũng đã nhận thấy điều này khi họ nói lên nào là việc mà anh em tin lành ly khai đó là đúng. Vì họ ly khai là bởi vì giáo hội Công giáo bán cái bùa xá tội, mà đấy là một cái chuyện không thể chấp nhận được, một cái sai lầm rất là lớn. Tôi xin thưa quý vị, không thể chấp nhận được, đã không hiểu biết gì về Chúa hết, cho nên mới biến cái vấn đề mà bán những cái vấn đề xưng tội, cái vấn đề xá tội, cái vấn đề giải tội là sao đi bán. Và làm gì có cái chuyện mà giáo hội đứng ra bán giống như là một cái món hàng vậy. Đó là một sự xúc phạm đến Thiên Chúa. Cho nên giáo hội Tin lành anh em Mark Twain Luther là một 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 linh mục, và không phải một mình Mark Twain Luther mà khắp nơi, ở trên khắp nơi khác nữa, không phải là tại Đức mà tại Pháp, à, tại nhiều nơi người ta cũng đã cảm thấy cái điều đó nó rất là sai lầm. Đó là một trong những cái sai lầm, gọi là sai lầm lớn nhìn vào thôi, chứ còn rất nhiều những cái điều khác khiến cho người ta thấy rằng phải có một sự cải cách. Và cái vấn đề cải cách là bình thường. Chúa bảo chúng ta phải canh tân, mà phải cải cách, mà phải đổi thay, biến hóa theo sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Chúa, như trong Roma đoạn 12 câu 2. Như vậy thì việc của chúng ta là không có đi theo đời này và cũng không tạo ra những cái lối mòn sai lầm đó. Thì cái chuyện cải cách là chúng ta phải cảm ơn chứ. Đúng ra giáo hội Công giáo phải cảm ơn Martin Luther, là bởi vì nhờ Martin Luther thì mới có thể thấy được rằng những cái điều sai của mình và để chấn chỉnh lại. Và nếu không có Mark Twain Luther, chúng ta đặt ra đi, nếu không có người cải chánh thì giáo hội Công giáo sẽ đi về đâu? Đấy. Và nếu như thế, trong cái tinh thần mà chúng ta hằng khuyên dạy là hãy nên cảm ơn những cái người mà họ chỉ cho chúng ta những cái điều sai, trong khi 95 luận đề được đưa lên nhưng mà cuối cùng là bị Mark Twain Luther bị phạt vạ tuyệt thông, bị gọi là loại bỏ ra khỏi giáo hội, trong khi ông muốn nói lên một cái sự thật để mà cứu giáo hội ở trong cái thời điểm này.
Cho nên đó là lý do mà tại sao mà giáo hội tin lành đã ra đời. Và điều đó cũng không có nghĩa rằng là giáo hội tin lành là ghét anh em công giáo, không có, giáo hội tin lành không có ghét. Nhưng mà trái lại rất là yêu thương các anh em tin lành như chúng tôi, là rất là yêu thương anh em công giáo. Bởi vì biết rằng có những điều họ chưa biết. À, có những điều họ cần phải hiểu về lẽ thật, yêu lẽ thật và họ sống theo lẽ thật. Thì đó là điều mà cái khao khát của tất cả, chứ không phải là chỉ anh em tin lành. Tất cả những người nào theo Chúa thật. Và tôi tin rằng trong giáo hội công giáo cũng đã có nhiều vị linh mục, nhiều giáo dân cũng đã nhận ra điều này. Và họ cũng đã âm thầm để mà sống một cái cuộc sống gọi là đi theo lẽ thật, chứ không phải là chỉ chạy theo và nói theo cái cách mà nó sai lầm, nó quá sai lầm, nó lộ liễu lắm. Giống như cái chuyện bán cái bùa xá tội là quá lộ liễu, nó không thể chấp nhận được. Không thể nói rằng đó là giáo hội theo Chúa. Không thể nói được. Và ở chỗ này là phải nói rằng ma quỷ nó đã dẫn dắt rồi, nó đã vào giáo hội rồi. Cũng như thời xưa chúng ta nghe những câu này chúng ta khó chịu lắm, nhưng mà thật sự là thời xưa thì chính ma quỷ nó cũng đã vào cái giáo hội Do Thái giáo và nó đã làm mù mắt các thầy tế lễ và khiến cho các thầy tế lễ đã giết Chúa Giêsu. Quý vị thấy chưa, mà làm gì mà đã theo Chúa mà để đi giết người, mà để giết con trời nữa. Thì quý vị, nếu quý vị công giáo không thể chấp nhận được giáo hội Do Thái giáo để giết Giêsu, thì chúng tôi những người tin lành cũng không chấp nhận được những cái cách mà trong lịch sử đã thể hiện là đã bán cái bùa xả tội và sau đó rồi là tiếp tục giết những người tin lành rất là nhiều. Nếu chúng tôi không muốn khơi lại tất cả những cái điều mà nó đau buồn này, nhưng mà đó là một cái sự kiện lịch sử, những sự kiện lịch sử mà nó đã để lại. Thế thì chúng ta cần phải chấn chỉnh thôi, chứ đừng có bao giờ cứ cố chấp rồi cứ nói mình là đúng, mình giáo hội lớn. Không, tất cả con người chúng ta giàu như Phêrô ngày xưa, quý vị thấy gọi là Phêrô mà quý vị gọi đó là vị giáo hoàng đầu tiên đó, thì Phêrô cũng có một cái tâm tình rất là hay khi mà Chúa nói với ông rằng là ngươi là Satan, hãy lui ra đằng sau ta, xéo ra đằng sau ta, vì ngươi chỉ nghĩ đến cái việc của đời này mà không có nghĩ đến việc Đức Chúa Trời. Thì rõ ràng là lúc đó Chúa đã mắng ông Phêrô, nhưng mà ông Phêrô không có giận, không có tức lên, không có bỏ Chúa trong cái lúc đó. Quý vị thấy chưa? Tại vì con người của chúng ta, giàu chúng ta là ai, hãy nhớ rằng ma quỷ có thể lợi dụng chúng ta. Và có thể nói rằng là giáo hội trong cái thời điểm đó, vì quá nghĩ đến cái vấn đề là muốn xây dựng đền thờ chỉ vì cái danh, cái đó là nổi danh thôi. Cái đó là chúng ta chỉ muốn làm theo ý của chúng ta, mà chúng ta lại tạo ra bằng một cái phương tiện rất là giả dối, rất là sai lầm, lừa gạt người khác, đến lừa rất là nhiều con cái của Chúa để cho họ phải đi mua những cái bùa đó. Cũng giống như tôi thưa quý vị rằng nếu chúng ta không cẩn thận thì chúng ta trở thành những cái người lừa dối, mà lừa dối ngay ở trong đền thờ của Chúa, ngay trong cái lĩnh vực mà đáng lý chúng ta hết sức là chân thật. Cho nên những gì mà chúng tôi nói cũng không phải là ghét bỏ gì hết. Tất cả chúng ta đều là những con người yếu đuối. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải rút ra những cái bài học này và chấm dứt cái vấn đề mà chúng ta ghét, chúng ta nói xấu nhau. Bởi vì làm điều đó nó không có lợi gì cả, mà nó khiến cho người khác cảm thấy chúng ta không phải là theo Chúa. Nếu nó phát xuất từ cái môi miệng của những con cái của Chúa, mà lại là các anh em họ bị kết tội đó, lại là những con người có đức tin, những con người họ quay trở lại, họ sống một cái cuộc sống đúng y như điều mà Kinh Thánh dạy, thì chúng ta là kết tội họ, giết họ, rồi chúng ta cho rằng là chúng ta đúng. Thì cái điều này tôi xin thưa với quý vị rằng chúng ta nên cần suy nghĩ tới. Thì nhân cái thắc mắc này, chúng tôi cũng kêu gọi các anh chị em là hãy yêu thương nhau, vì Chúa là Thiên Chúa của tình yêu.